Đây là lần thứ hai tụi mình ghé lại thăm anh ha. Hôm nay thì nhìn anh có vẻ mập mạp, trắng trẻ, đẹp trai hơn nha. Dạ. Hình như chùa mới mở cửa lại ha anh? Dạ, khoảng được 10 ngày. Dạ. Mấy bữa dịch là đóng cửa luôn, tính minh luôn. Mấy bữa dịch là anh ở nhà không à, nên nay anh ta có tăng cân hơn chút xíu nha mọi người. Trắng ra nè, hết bị đen rồi. Đây, ở đây anh có rất là nhiều tác phẩm này. Ủa không phải học rồi, phải xài à? Không, tại mình làm sẵn tỉa mấy cái này nè. À, cái viền á ha. Dạ, tỉa cho nó gọn quá thì khi nào có người mua thì mình sẽ tỉa. Rồi, tên hả? Anh thích một chữ nhi với chữ quen không? Được. Đừng có nói thế chứ. À, về chữ tim nè, chữ Nhi với lại chữ Lợi. Tên Thanh với gì nhau nè. Mẹ con đi, con chị tên gì? Anh Mai Trúc Mã đi. Đăng Khoa với Phương Nguyên đó. Các chữ nào? Không, cái đó để cưa cái miếng riêng, còn cái này cái trái tim. Thôi khác chơi, khác tên Thanh không mà để trái tim trống. Trong trái tim này nè, để tên gì đó. Mua cái thơm đem nhiều. Mình lấy hai chữ cuối thôi chị. Khoa với gì? Thanh Khoa hả? Thanh Nguyên hả? Thanh Trang đi, xong rồi cắt cưa đôi ra vậy Trang. Cái tim mà bị cưa đôi nữa. Dạ, sẵn làm cái này giờ mình cắt cái chữ Thanh với chữ Nguyên phải không? Có dấu gạch ngang không? Hả? Có dấu gạch ngang nha. Đó là tên của con rồi. À, Nguyên là ai chị? Con chị. Cái Facebook của chị là Thanh Nguyên. Dạ. Vậy mà tưởng Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn đó, mà tại không biết viết Thanh Nguyễn. Cái đang liền nó nóng, cái thấy siêu to khổng lồ. Bây giờ anh sẽ làm dấu nè, cho cái lỗ đang mình để cái lưỡi cưa vô phải không? Dạ. Mình để tên cái thơm sao mà nó bị giặt ta. Giặt hết. Giờ ra là con trái mua đi mình. Kéo cái về ra này mua luôn. Cái lưỡi này lưỡi gì anh? À, lưỡi cưa lọng luôn anh. Cưa lọng nó bằng thép hả? Dạ, lưỡi nó bằng thép. Cái răng nó nhỏ đó. Anh cưa như vậy có khi nào anh bị đứt tay không anh? Có, đứt là thường đi mai lại luôn. Mai luôn hả? Có bây giờ nó đâm vô rồi nó phải đi bệnh viện. Cái tay anh là có cái vết sẹo ngay tay nè. Đi mổ đằng lấy nó ra. Thì đó nó đâm, nó xiên, nó nằm chỏng luôn. Nó gãy hả? Nó gãy đầu, gãy đuôi, cái nó nằm xiên trong này. À, nó giòn mà. Đúng rồi. Nó nằm chỏng. Nó 15.000 chứ cho con tiền xuống không? Ừ. Ngày nào cũng có cái nguy hiểm của nó. Ngày nay tụi em quay lại thăm anh, ủng hộ anh. Chữ Nhật nè. Dạ. Cái chữ Trang nữa. Con tiền. Lại cái khắc chữ lại. Bây giờ em mới chưa có người yêu thôi, em khắc tên em bên thôi, còn bên kia mốt quay lại dẫn yêu xuống đây khắc tên. Lợi Nhi. Đâu có người quánh em chết. Nó mới mua dao phai, dao lựa rồi cắt xương. À giờ khắc chữ Lợi thôi. Cái chỗ kia trời trống, ai hỏi anh có bồ chưa nè, đưa ra trái tim ra. Để em ráng kiếm nhỏ vợ tên Lợi, tên Hạnh nữa. Hai vợ chồng thật là Lợi Hạnh. Ở chợ này có chị nào chưa có chồng không, giới thiệu cho ảnh luôn. Trời luôn, chị Lợi Hại luôn. Chị có phải tên Hại không vậy? Tên Hại em mới chịu nha. Chị mới không phải tên Hại nhưng mà chị Hại được. Nè chị Thanh coi nè, nó khắc chị cho chữ Thanh nè. Rồi sắp xong rồi. Ờ sắp xong rồi đó. Ghê không? Cấp độ cái đó là lộc trời đang. Cái này là cái gỗ mít anh. Dạ. Anh nay được bao nhiêu nồi bánh chưng rồi anh? Dạ gần 40 nồi anh. Cái mảnh mình là dắt dai chưa? Dắt bên hai bên dai luôn rồi. Dắt hai dai luôn rồi. Cái mùa dịch vừa rồi mình nghỉ mấy tháng. Dạ, chắc hơn tháng rồi anh. À, từ cái đợt mà ra chỉ thị 15, 16 đúng không? Dạ, em nghĩ trước khoảng tuần. À, lúc đó cũng dịch cũng nhiều quá nên thôi. Mà cái này thường là mình làm cuối tuần thôi phải không? Chứ trong tuần cũng ít người phải không? Đúng rồi anh, trong tuần cũng ít người đi. Rồi trong tuần anh làm gì? Anh nhà hay là cũng ra đây luôn? Cũng ra đây, nhưng có người mua thì mình bán, còn không thì mình làm từ nhà mình không như nãy gì đó. Những cái trái tim xinh đẹp đầy nhiêu. Nhà anh gần đây không anh? Nhà anh gần đấy không? Dạ gần. Dạ cái đó 20.000. Dính khóa nước không ơi. Cái đó rồi gắn cái móc khóa vô cho mình nữa, quế chậu bóng lên nữa mới 20. Gắn cái phen này vô nè. Để móc đi nó có lỗ tai đó. Niêu lỗ tai á. Lỗ tai là con. Ờ được. Nhà cũng ở Ấn Độ thì ta neo lỗ mũi. Ê Trang mày mua cho tao cái này tao đeo đi nè. Đeo đấy luôn vậy. Đây. Nói chung là Facebook anh còn xài với số điện thoại còn xài là được. Dạ còn múc có dịp về ghé nhà anh chơi. Dạ. Tại vì trưa nay là cái xế là về rồi. Dạ. Về mua đồ ăn treo xe chút về nấu cơm ăn cái xong qua cái giờ trưa có về. Giờ đi lại nhà bạn. Anh Chí cái cầu nhà chỗ nhà anh là cầu gì em quên nữa rồi. Ờ dầm nổi trong ở kế bên đây ở ngay cầu nó quẹo vô luôn anh. Này là gì? Ê cái sứ này đẹp hơn nè, của Nhật này đẹp hơn nè. Như duyên cái tên Nhật chứ phải tên Nhật. À, em tên Nhật, dạ em tên Trang, chúc ủng hộ anh cặp này nữa. Rồi là Nhật Trang. Đây mình sẽ quay một vài nát phẩm của anh nha. Ở đây có rất nhiều tác phẩm luôn. Ở đây là khắc chữ lòng vào trái tim nha, dành cho những cặp đang yêu nhau nè. Đơn phương cũng được luôn. Xe Vespa luôn, mọi người có nhu cầu mà mua xe về chân trong nổi tiếng nè. Gia đình mình nhé. Ủa về bảo luôn. Phát tài cái gì? Quá đẹp. Cái nó xong đến chân cầu nó vô phát tài nó dính xong. Thích giật. Tại vì nó nhà mình đây đồng đầu cũng theo cái chữ khác băng qua đánh chấm. Cũng thấy nó sao mẫu này coi vậy đó nó đặt đồng đầu. Về cây nha mân lại. Đây có 12 con giáp luôn nha mọi người ơi. Đây nè, con dê nè. Hút đi. Đó, con dê nè. Lấy luôn. Nhiều tấm vậy. Này tấm như gì? Cái đó là 80.000. Một tấm hả? Đó. Đây có con mèo nữa nè. À. À, mình tuổi gì thì mình mua cái hình con đó nha. Nói chung là cái này là nghệ thuật thì nó vô giá. Đây con heo mình mua ủng hộ tinh thần. Đây là mình bán về sản phẩm trí tuệ nha mọi người. Đây con trâu. Con buồn nãy giờ ông Vinh lại mua tặng con cái mà anh không mua cô. Anh người ta chưa có buồn mà tặng em. Lại em mua cho nó con trâu quen nó như con trâu vậy đó. Ừ cái này uống luôn kìa. Má ơi. Trâu nè. Vậy mà là nó ốm lắm nó mệt. Đi mày tặng tao con dê đi. Dê này con cho trống này có để. Đây. Gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc. À chị Thanh ở dưới cái còn khoảng trống này cái cần ngày số hay là cái gì anh ký hiệu gì không? Ở dưới cái tên Thanh Nguyên là còn một khoảng trống nữa. Cái dưới trang vô. 220. 220 đi. Đó, rất là nhiều mẫu luôn. Cái đó 25.000. Mày tặng tao con dê nè đi. Hết thầy mua. Này cho tao con dê này đi. Tao giống dê không? Dê cho con chị. Rồi giống y chang luôn rồi, mua tặng cho cô á. Con ngựa nè. Nó là con ngựa. Con rồng. Đây là đủ 12 con giáp luôn đó. Có con vật nữa đó. Đây là con minh kỳ nè. Mình khắc xong chữ này cái mình đi mua cá. Ở đây là thiếu con thỏ ha. Con thỏ. Đây có xe mô tô. Anh em tranh thủ mua gì mua nha. Ủng hộ nha. Chút chạy xe ra mua tống con xe. Giỏi nè. Bà cũng lụ đạn vậy. Em khỏi vậy đó em. Còn quên bà nữa nè. Dạ ở đây đi thẳng vô trong nữa. Chồng nó nãy nó còn gì quên bà. Chồng tối qua mình đến. Cận cảnh ảnh khách đây. Anh là tên Thuận ha anh? Dạ Thuận ha. Dạ. Anh Thuận ảnh khắc chữ ngay tại chùa Lá Sen, còn cái tên khác là chùa Phước Kiển. Này là xã Tân Hào hả? Xã Hòa Tân hả? Hòa Tân. Huyện Châu Thành. Dạ. Tỉnh Đồng Tháp. Đường đi rất dễ các bạn ơi. Đi nha măng vô. Đó, bắt đầu nó ra cái hình rồi nè. Cái tên em mà đẹp dữ vậy trời. Ồ lung linh luôn. Đây anh tỉa cho bà Thanh ốm miếng đây. Mập quá rồi. Đây là fan này đã đang chờ sản phẩm của tên mình đây. Cái tiếng cưa này là lúc em đăng lên đó là có người nói, có người nghe chịu không nổi. Nó giọng vô nhiều ha. Ở ngoài thì mình nghe nhỏ mà sao vô điện thoại cái nó có gì người nghe giống như người họ sợ cái tiếng cưa á. Ê găng ha. Nghe còn mình nghe biết là mỗi ngày mà không nghe nó là có nghĩa là thất nghiệp đó. Đúng rồi. Đổi tới nơi rồi đó. Đây là anh Thuấn. Anh Thuấn phải không? Dạ. Này mà quay lại thăm ảnh nè. Đã được có số rồi. Cái Tết kia rồi mà cái Tết này hôm nay qua Tết mới hết dịch mình mới quay lại thăm ảnh nè. Nhiều khi họ không có coi tới cái khúc này, họ lướt qua nữa, không có số điện thoại để mình viết lên bài luôn. Dạ. Mình có cái chân với dừa bắp vô đây không? Có, nó giống gì nè, nó có trái tim gì nè. Là có gắn vô. Có cái nào cũng có. Đã đâu xong chưa anh? Dạ đây. Đẹp rồi đó. Từ đây nè. Đúng rồi. Tác phẩm nãy giờ nè. Quá đẹp. Chị có cảm nhận như thế nào khi nhận được tác phẩm như vậy à? Trời, thấy người ta làm đẹp quá, mình chỉ việc cầm thôi. Trả tiền chưa chị? Chắc là chị trả tiền chưa? Suy nghĩ lại. Chị đã trả tiền chưa? Sao chị cầm vậy? Đẹp không mọi người? Rất là đẹp luôn nha. Sắc sảo. Trắng mặt. Thôi giờ mọi người cứ để đây cho anh ấy đi. Mình làm cái giai đoạn tiếp theo. Chút nữa mình ra mình lấy thôi. Dạ. Ok. Đây. Ba anh cắt cái nữa. Thì anh cứ nói chữ đi, anh khác. Nói cái đây. Chung quay lại lấy thôi. Em bắt xong. Mình đi vòng vòng.